Sốc, người phụ nữ 35 tuổi bị tố cáo hấp diêm nam sinh 14 tuổi ở Thủ Đức lên tiếng, công an vào cuộc điều tra. Thông tin nam sinh 14 tuổi bị người phụ nữ 35 tuổi thực hiện hành vi dâm ô nhiều lần khiến dư luận xôn xao. Tối ngày 3 tháng 5, tài khoản Facebook tên Quách Thị Thêu đăng tải nội dung truy tìm người phụ nữ dâm ô trẻ em. Theo chủ nhân bài viết, nạn nhân là nam sinh tên Đê, 14 tuổi, ngụ thành phố Thủ Đức, bị người phụ nữ tên Hát nhiều lần dụ dỗ đến nhà riêng tại phường Hiệp Bình Chánh, thành phố Thủ Đức, để thực hiện hành vi đồi bại. Ngày 1 tháng 5, sau khi ép buộc nam sinh quan hệ dẫn đến chảy máu vùng kín và kiệt sức, người phụ nữ đưa nạn nhân đến bệnh viện rồi bỏ trốn biệt tích. Vì vậy, muốn nhờ sức mạnh cộng đồng mạng để đòi lại công bằng cho bị hại. Trong bài bóc phốt, tài khoản Quách Thị Thêu còn miêu tả chi tiết, do người phụ nữ thường xuyên mua hàng online của mẹ bé trai nên hai bên từng có tiếp xúc. Lợi dụng điều này để che đậy sự bại bên trong của mình. Sau khi thông tin trên được chia sẻ chóng mặt khắp diễn đàn, ai nấy đều bày tỏ căm phẫn với việc làm trên. Tuy nhiên, theo nguồn tin từ báo Người Lao Động, Công an phường Hiệp Bình Chánh, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh, cho biết, qua xác minh ban đầu công an chưa ghi nhận vụ việc xảy ra trên địa bàn. Ngay sau khi tiếp nhận thông tin đăng tải trên mạng xã hội, Công an phường Hiệp Bình Chánh đã nhanh chóng cho cán bộ xác minh. Đến hiện tại, phường chưa ghi nhận sự việc trên, lãnh đạo Công an phường Hiệp Bình Chánh nói. Hiện, cơ quan chức năng vẫn đang tiến hành điều tra vụ việc và làm rõ động cơ, mục đích của người đăng tải. Về phía nhân vật đang bị ném đá, mới đây, cô gái này đã có phản hồi chính thức. Được biết, người phụ nữ tên thật là Lim Sổ Vị Cạ, đang sống ở Phnom Penh, Campuchia, chứ không phải tên Hát, ngụ thành phố Thủ Đức. Cô bày tỏ bức xúc khi tài khoản Quách Thị Thêu cố tình bôi nhọ, xúc phạm danh dự. Lim Sổ Vị Cạ cho biết thêm, cô sẽ nhờ pháp luật điều tra và hy vọng dư luận sáng suốt trước những thông tin giả mạo. Tại sao lại vu không cho tôi như thế? Đây là chuyện không có thật, tôi sẽ để đơn kiện với tòa dành cho người đã cố ý bôi nhọ hình ảnh và tên tuổi của tôi. Tôi không muốn nói không với những tài khoản trên mà lấy ảnh ra đăng và không đăng và tôi không biết người đàn ông trong ảnh. Tôi không có hiếp dâm bất cứ ai, xin đừng hoang mang và nếu bạn không thấy phiền xóa ảnh đi, mình sẽ làm hợp pháp. Mình là chủ nhân của ảnh nó. Mình không biết gì hết, cảm ơn các bạn. Một số hình ảnh khác của nhân vật. Tài khoản Quách Thị Thêu và bài bóc phốt trên đã hoàn toàn bốc khói sau khi công an vào cuộc. Tin. Cảm ơn quý khán giả đã theo dõi video clip. Nếu hay, quý vị hãy chia sẻ và đăng ký kênh để ủng hộ kênh càng ngày càng phát triển. Xin trân trọng cảm ơn quý vị rất nhiều.